Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay 21 tháng 8 và ngày mai 22 tháng 8. Khu vực miền Tây Nam Bộ, trời mây thay đổi, đêm có mưa và dông rải rác, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Gió Tây Nam cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đồng nguồn, mây thay đổi, đêm có mưa và dông rải rác, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng, lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có lúc trên 35 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, trời mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng, các nơi có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Bản tin thủy văn. Tại Tân Châu, mực nước thực đo ngày hôm qua 2m24, mực nước dự báo ngày mai 2m32 lên 8cm. Tại Hồng Ngự, mực nước thực đo ngày hôm qua 2m24, mực nước dự báo ngày mai 2m33 lên 9cm. Tại Sa Rài, Tân Hồng, mực nước thực đo ngày hôm qua 2m06, mực nước dự báo ngày mai 2m13 lên 7cm. Tại Tam Đông, mực nước thực đo ngày hôm qua 1m55, mực nước dự báo ngày mai 1m61 lên 6cm. Tại Trường Xuân Tháp 10, mực nước thực đo ngày hôm qua 1m27, mực nước dự báo ngày mai 1m33 lên 6cm. Tại Cao Lãnh, mực nước thực đo ngày hôm qua 1m88, mực nước dự báo ngày mai 1m97 lên 9cm. Tại Sa Đéc, mực nước thực đo ngày hôm qua 1m76, mực nước dự báo ngày mai 1m82 lên 6cm. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại các nơi trong tỉnh đạt đỉnh triều trong vài ngày tới, sau đó ít biến đổi và xuống dần.